Dạ, không biết làm gì, lên mạng sưu tầm những sợi tóc để mà luyện tập blend màu. Thì hôm nay Thái Lai blend màu như thế này, sẵn thì Thái Lai chia sẻ lại cho mọi người. Những anh em nào yêu thích blend màu này thì theo dõi bây giờ Thái Lai chia sẻ nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi. Đầu tiên chúng ta có thể cân ở cái bảng nhiệt độ cao này cho vừa mắt mình một chút. Sau đó chúng ta kéo những cái thông số này thì Thái Lai cũng đã chia sẻ về những cái lệnh này nhiều rồi. Chúng ta kéo cái phần ánh sáng cho nó vừa mắt mình thôi. Ở cái bảng này thì chúng ta còn không quan trọng mấy. Ở cái bài video này nó mấu chốt nằm ở chỗ cái lệnh cover, và chúng ta cân chỉnh những cái này để vừa mắt mình trước cái đã. Và sau đó chúng ta kéo cái lệnh cover sau nhé. Tiếp theo chúng ta qua bảng Calibration, thì ở bảng này chúng ta kéo cho cái phần màu nó mượt mà đi, nó liên kết ở cái vùng da. Thì đầu tiên chúng ta kéo màu đỏ và màu cam lên để cho nó cam cam. Các bạn có thể nhìn thông số ở đây để áp dụng cho bức ảnh của mình nhé. Về cái bảng Calibration này thì Thái Lai cũng đã chia sẻ nhiều bài viết rồi. Các bạn nào chưa hiểu về nó thì có thể xem những bài viết khác giúp Thái Lai nhé. Ở đây Thái Lai kéo thì các bạn cũng nhìn thấy thông số Thái Lai kéo rồi. Các bạn có thể áp dụng thông số này cho cái hình của mình nhé. Tiếp theo chúng ta qua bảng Cover. Thì như Thái Lai đã nói, ở bảng Cover này rất là khó chỉnh, cho nên Thái Lai cũng đã chỉnh sẵn rồi. Và Thái Lai lưu lại cái preset cho mọi người. Thái Lai kích vào để cho nó ra như vậy thôi. Mà mọi người muốn tải cái preset này thì link tải ở dưới phần mô tả video nhé. Mọi người có thể tải về hoặc là tự kéo để cảm nhận được tùy mọi người. Thái Lai cũng đã đưa sẵn cái preset cover này cho mọi người rồi. Đấy, ba thông số mà Thái Lai kéo như vậy nhé. Mục đích kéo lệnh cover này là cho vùng shadow nó ám tím và vùng highlight nó ám vàng. Nói sâu xa hơn về bản cover này thì Thái Lai sẽ làm một bài viết riêng cho mọi người dễ hiểu hơn nhé. Ở đây Thái Lai cũng đã soạn sẵn bài viết rồi. Hy vọng rằng mọi người yêu thích cái chia sẻ của Thái Lai thì mọi người hãy để cảm nhận lại dưới video để Thái Lai biết Thái Lai sẽ làm cái video về cover này riêng biệt về nó. Thái Lai có thời gian nói chuyện nhiều hơn, Thái Lai sẽ phân tích kỹ hơn cho mọi người biết về các bảng cover này một cách chi tiết nhé. Tiếp theo ở bảng HSL này chúng ta cân lại cái màu sắc cho nó hài hòa với bức ảnh. Thì bức ảnh này ở vùng shadow nó ám tím, vùng highlight ám vàng và những vùng vít tông nó không có màu xanh. Chúng ta hãy kéo những cái thông số mà Thái Lai đã lại đưa ra rồi. Các bạn có thể nhìn thông số này và áp dụng được cái hình của mình, hoặc là các bạn kéo xong các bạn lưu preset lại để áp dụng cho cái ảnh khác của mình nhé. Áp vào cho nó sẽ ra nó tương tự vậy, các bạn dễ thay đổi thông số hơn. Đây các bạn nhìn thông số thì các bạn cũng đã biết là Thái Lai kéo màu nào. Ở đây áo màu tím thì chúng ta hãy giảm màu tím thôi. Mọi người da mặt hơi bị sáng, chúng ta có thể kéo vùng hai màu này xuống cho nó tối xuống một chút. Ở cái background nó tối, chúng ta kéo màu vàng lên một tí. Tiếp theo thì chúng ta qua bảng Sleep Trung Ninh này, chúng ta fill hai cái màu này vô một tí. Ở vùng highlight thì chúng ta fill màu hơi tím cho cái da nó bớt đỏ bớt vàng đi. Ở vùng shadow bớt bộ hơi tím rồi. Chúng ta áp vào tím vào thông số Thái Lai đưa ra, các bạn đã thấy rồi nhé. Đấy, như vậy thôi, chúng ta kéo trong cái camera như vậy, chúng ta áp cái hình này xuống cái hình dưới này luôn rồi ra như vậy. Đấy, như vậy ha. Ở đây có hơi sáng chút, kéo xuống lại. Tiếp theo là chúng ta mở hai bức ảnh này ra Photoshop và chúng ta dùng cái những bảng màu lên của Photoshop, chúng ta kéo lại một chút cho cái ảnh nó điều hòa hơn. Khi mà chúng ta kéo ngoài này, chúng ta làm chủ được nhiều cái màu sắc hơn. Ở đây chúng ta vào Select Color. Ở bảng Select Color này chúng ta kéo màu da lại cho nó mượt mà, nó hơi cam cam tí. Ở trong camera chưa ra đúng ý mình, chúng ta có thể thay đổi một chút nhé. Thì các bạn có thể nhìn thông số đây, Thái Lai kéo như vậy. Đấy. Ở trong video này Thái Lai đưa cái sợi tóc thì Thái Lai cũng đã đưa hai tấm ảnh thôi. Một bộ này rất là nhiều ở trên cái Thái Lai đã tải một bộ hình này ở trên kênh Blend Màu. Các bạn nào muốn tải nguyên bộ thì vào đó tải, kiếm để tải nhé. Còn Thái Lai bộ nhớ không đủ cho nên Thái Lai đã đưa hai bức ảnh này để các bạn có thể thực tập và các bạn áp dụng cho bài học của mình. Sau đó các bạn lưu lại thông số này để các bạn dùng cho cái ảnh sau này. Và cách làm Thái Lai cũng đã làm cho mọi người thấy. Khi chỉnh tấm hình này xong rồi, mọi người cầm hai cái layer này qua, kéo qua tấm hình này luôn. Các bạn kéo qua nhé. Cầm như vậy để khi mà chúng ta chỉnh nhiều hình thì chúng ta kéo nó đồng bộ với nhau luôn, nó đều nhau. Đều nhau, tấm hình này hơi bị sáng chứ thôi. Chúng ta chỉnh lại sau đấy. Cuối cùng là chúng ta có kết quả như thế này. Đấy. Đó, chúng ta kéo cho nó mượt mà, cái vùng tím nhiều hơn xíu ha, nhìn cho nó mượt cái bức ảnh thôi. Rồi cuối cùng là chúng ta có sản phẩm như thế này. Ảnh gốc và chúng ta đi tút da ra như vậy thôi. Để tút da thì Thái Lai đã chia sẻ nhiều bài rồi. Các bạn có thể xem bài để tút da ở các bài viết khác của Thái Lai nhé. Cuối video rồi, các bạn yêu thích video hoặc là các bạn yêu thích Thái Lai thì nhớ cho nó một like nhé. Và nhớ đăng ký vào kênh ủng hộ Thái Lai. Thái Lai cũng biết nói nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và hẹn mọi người lại ở video tiếp theo.